Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được thì nạn nhân thứ 13, thi thể thứ 13 cũng đã được tìm thấy. Như vậy là toàn bộ người trong đoàn công tác gặp nạn đã được tìm thấy. Và Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Gần 2 triệu mét khối đất non mềm đã vùi lấp toàn bộ khu vực này. Do đó các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ an toàn nhưng cũng cần phải khẩn trương để tìm kiếm được những nạn nhân. Các đơn vị cũng đang đồng thời tiếp tục thông tuyến để đến được khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân mất tích tại đây. Thưa quý vị, sau đây sẽ là công điện về việc cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện gửi Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Những ngày qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm cho 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn và mất liên lạc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chia sẻ những khó khăn, đau thương, mất mát, lo âu của gia đình những người hiện đang bị mất tích, gia đình của người bị nạn do thiên tai, nhất là gia đình của những người đang bị mất liên lạc, bị nạn do sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải và Tư lệnh Quân khu 4 và Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất để giảm thiểu những thiệt hại. Đến ngày hôm nay, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác bị hy sinh tại khu vực trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và một thi thể công nhân của thủy điện Rào Trăng 3. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và thân nhân các cán bộ chiến sĩ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn, tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt. 2. Nhất là đối với các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và hậu phương gia đình thân nhân của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh và công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang, đảm bảo trang trọng và chu đáo. 2. Các bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm, kịp thời đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men, cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. 3. Hiện nay trên Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới mà có thể thành bão, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm 4 tại chỗ. Bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở có thể xảy ra. Hết công điện. Ở cách đây 3 ngày thì 13 cán bộ chiến sĩ này đã tìm cách để tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những công nhân mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên sau đó thì chính đoàn công tác này cũng đã gặp nạn và mất liên lạc trong lúc đang làm nhiệm vụ. Nhóm phóng viên thời sự có mặt tại hiện trường, thông tin chi tiết. Khoảng 18:30, thi thể nạn nhân thứ 12 được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67. Hiện trường cho thấy là một khối lượng lớn đất đá sạt trượt từ trên cao xuống vị trí ngôi nhà này. Diện tích đất đá sạt trượt rộng đến 7,7 hectare. Độ sâu vùi lấp chỗ thấp nhất là 2 mét và chỗ cao nhất là hơn 3 mét. Trước đó từ sáng sớm nay, gần 1.300 người
hàng trăm phương tiện máy móc cùng đội chó nghiệp vụ đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động phương tiện, điều động thêm các máy móc cơ giới, tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức tìm kiếm đoàn công tác mất liên lạc tại khu vực trạm kiểm lâm 67 và tiếp tục san gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích. Thông đường đến đâu thì chúng tôi cơ động lực lượng quân đội, lực lượng cứu hộ đến tại vị trí đó, tranh thủ từng giờ, từng phút để cứu các cái nạn nhân đã bị mất liên lạc. Trong cả chiều nay và cho đến thời điểm này, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng vị trí trọng điểm để mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Một hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn cũng đã được vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm trong đêm. Điều đáng ngại nhất vào lúc này là ở Phong Điền có mưa và thời tiết thì rất là xấu, nhiều mây và khả năng mưa sẽ xảy ra trong đêm nay, sáng mai. Điều này làm khó khăn cho việc mà di chuyển tìm kiếm cứu nạn những cái người còn đang bị vùi lấp. Khó khăn hơn nữa là việc tại thủy điện thì việc mở đường mới chỉ tiếp cận được đến nơi và chưa thể đưa phương tiện máy móc cơ giới vào để san gạt tìm những người còn chưa liên lạc được ở đây. Thưa quý vị, như vậy tính đến 17 giờ chiều ngày hôm nay thì đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã làm 41 người thiệt mạng, 8 người mất tích và hơn 136.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn để đánh giá về cơn bão số 7 cũng như là chuẩn bị ứng phó cho một đợt áp thấp nhiệt đới tiếp theo, dự báo là tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Trước hết về việc phục hồi sau bão thì 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đề xuất cần hỗ trợ 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm và hóa chất để xử lý môi trường. Các bộ ngành liên quan sẽ đáp ứng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Còn về diễn biến của áp thấp nhiệt đới mới, thì Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh tính toán chi tiết các hồ chứa để đảm bảo an toàn, đặc biệt là hồ chứa tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái và Tuyên Quang. Từ nay đến hết thứ ba tuần sau, ngư dân các tỉnh từ Nghệ An đến Bà Rịa Vũng Tàu không được ra khơi và phải neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định. Đợt mưa lũ vừa qua ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã gây nhiều thiệt hại và dẫn tới tình trạng là phải dừng cấp điện một phần tại một số địa phương. Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng lực để nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm có điện trở lại cho người dân. Tinh thần là nước rút tới đâu thì thi công tới đó. Với mục tiêu là khôi phục lại việc cấp điện an toàn càng sớm càng tốt cho người dân. Hôm nay, Điện lực Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện để dựng lại các trụ điện bị đổ nghiêng và phát quang hành lang lưới điện. Khi mà nước rút là ngành điện là họ có 100% dân trụ điện lên, dân bây giờ họ đương cần điện để bơm nước coi như vợ bù nâu trong nhà mà ra tới người xăng nữa. Hiện nay trên địa bàn thì còn 20 trạm biến áp dân dụng đang bị ngập nước, thì chúng tôi đang chia làm 5 nhóm để tiếp cận, và khi mà nước rút hẳn và đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ đóng điện ngay. Hiện nay trên địa bàn miền Trung vẫn còn nhiều điểm bị ngập lụt, nhân viên ngành điện nhiều nơi phải dùng thuyền để vận chuyển vật tư thiết bị đến những điểm xung yếu, khẩn trương khắc phục sự cố. Với cái khu vực ẩm ướt, có nước thì cục bộ thì chúng tôi đã cô lập cắt điện. Còn lại những cái khu vực trong từng hộ gia đình mà đối với khi mà có khu vực ngập nước thì người dân khuyến cáo người dân cũng không nên sử dụng các thiết bị điện, và để kê cao những cái phần mà thiết bị trang thiết bị. Mà kiểm tra thiết bị chắc chắn khô ráo cách điện thì mới được dùng, đề phòng trường hợp là sau một thời gian dài mưa ẩm ấy, cái cách điện của thiết bị điện nó giảm thấp thì khi mà đóng điện trở lại nó cũng gây rò điện, gây tai nạn. Cái đấy cũng là cái khuyến cáo của ngành điện với người dân. Đến chiều nay vẫn còn hơn 43.000 hộ dân ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị chưa có điện. 284 trạm biến áp bị mất điện, nguyên nhân là do điện lực chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, do mực nước còn cao nên chưa thể khôi phục. Lúc này thì áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang đi nhanh và dự báo bắt đầu gây mưa lớn ở khu vực miền Trung từ ngày mai. Với tốc độ di chuyển 20 đến 25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, áp thấp nhiệt đới sẽ hướng thẳng về phía đất liền miền Trung trong 1 đến 2 ngày tới, đồng thời có thể mạnh lên thành bão. Dự báo đến 1 giờ sáng ngày thứ Bảy tuần này, tức là 2 ngày nữa, thì tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, cường độ là cấp 8 giật cấp 10. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13,5 đến 17 độ vĩ Bắc và từ kinh tuyến 111,5 đến 119,5 độ kinh Đông.
trên đất liền, ngay từ ngày mai, miền Trung sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Dự báo mưa có thể kéo dài trong khoảng một tuần. Trọng tâm mưa là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lượng mưa lên tới 500-800mm, có nơi là trên 900mm. Cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, đề phòng xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Kèm theo đó là tình trạng ngập úng trên diện rộng có khả năng xuất hiện. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi các địa phương và các bộ ngành liên quan triển khai thực hiện một số yêu cầu. Một, đối với tuyến biển và ven bờ, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ở trên biển biết được vị trí, hướng đi để di chuyển, để thoát ra hoặc là không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động ở trên biển, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu vực tránh trú, quản lý chặt chẽ việc ra khơi. Kiểm tra rà soát sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch trên các đảo, các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển. 2. Đối với khu vực đất liền, tiếp tục thực hiện nghiêm công điện ngày 12 tháng 10 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện việc khắc phục hậu quả của mưa lũ. Trước những mất mát của bà con miền Trung trong đợt mưa lũ vừa qua thì người dân và doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ với khó khăn của đồng bào nơi đây. Sáng nay, cán bộ, người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tập đoàn Dầu khí kêu gọi toàn ngành phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ bằng tinh thần vật chất thông qua nhiều hình thức khác nhau, giúp đồng bào hứng chịu thiên tai giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đến chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trực tiếp vào đến miền Trung, chuyển kinh phí ủng hộ gần 5 tỷ đồng cho 4 địa phương ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm có Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.